Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật giá ở cuối tháng 9 cho anh chị và các bạn ha. Số lượng xe rất là nhiều luôn. Thì trước mặt quý anh chị và các bạn là một số dòng tay ga này, tay côn này, đủ tất cả các dòng ha. Giá tháng 9 thì có nhiều thay đổi cho anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mình mua thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip ha. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Liêm sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Liêm ạ. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay lại là tuần mới rồi, Liên lại cập nhật những mẫu xe nè mới nhất cho mọi người luôn. Hôm nay thì bên Liên về xe rất là nhiều luôn và được độ màu cũng nhiều đó nha mọi người. Thì đây là bên cạnh Liên đang đứng đây là những mẫu nào Winner V3 mà được bên Liên độ màu lại nha mọi người. Nay thì bên Liên đang chú trọng là độ màu xe cho mọi người rất là nhiều luôn. Đây là một dòng phanh ABS cho mọi người luôn nè, được độ màu xanh lục bảo, đi thêm cái tem màu đen với màu đỏ này nha mọi người. Đây, kể cả hai bên hông nè, bên Liên đi tem từ đầu tới đuôi luôn. Nó rất là đẹp cho mọi người luôn. Và những cái tem này nè mọi người đó, như bên Liên cũng nói rồi nè, tất cả chìm vào xe luôn nha mọi người, không gì sợ bị bong chóc bị gì hết. Đó. Và giá của em Winner X này á, hiện tại nay cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Đó, chỉ với là những cái phanh mà ABS như thế này thì giá hiện tại nó đang là 37.500 nha mọi người. Còn những cái màu sơn lên màu như thế này á, thì bên Liên chỉ dao động cao hơn từ 1 đến 2 triệu nè. Và nhiều mọi người á, hỏi là mình sơn lên màu như thế này có được bảo hành trong hãng không? Thì vẫn được bảo hành máy móc bình thường như 3 năm hoặc 30.000 cây nha mọi người. Đó. Và những cái màu sơn này thì bên Liên sẽ đổi màu cà vẹt hợp lệ cho mọi người luôn nè. Một màu xanh đen được bên Liên độ từ em CBS lên nè mọi người. Phanh phanh thường đó. Đó, đi tem từ đằng trước tới đằng sau luôn. Rất là đẹp luôn. Thì đối với phanh thường thì hiện tại giá bên Liên là 35.500 thôi. Với cái dòng xe mà hai cái phanh như thế này á, thì bên Liên chỉ cần mọi người trả trước từ 1 đến 2 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người mua một dòng xe như thế này rồi mọi người. Đây, một em màu vàng siêu hot luôn nha mọi người. Cái màu vàng này thì nó hot từ năm ngoái tới năm nay luôn, vẫn không hết hot cái màu vàng này nha. Đó. Rồi, qua bên đây là một màu rất là lạ rồi mọi người, màu xám. Xám đỏ đen được kết hợp đi tem màu đen với màu đỏ mọi người, nó cũng gần giống như cái xe màu xanh lục bảo bên kia luôn, nhưng mà nó được độ lên từ màu xám nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Thì vẫn như cũ thôi, thủ tục góp mọi người cho mọi người vẫn ưu đãi như cũ nha. Đó là chỉ cần chứng minh nhân dân này hoặc căn cước công dân thì bên Liên đều hỗ trợ mọi người góp được rồi nha. Rồi, chỉ cần trả trước cho Liên dòng xe này là 1 đến 2 triệu là được cho mọi người nè. Rồi, qua bên đây thì hai em này là hai em siêu phẩm bên Liên mới về là bản Camo nha mọi người. Camo của bản nhà Winner X nè. Cho mọi người nào mà thích, nói chung là không có thích cái dòng V3 thì mọi người cũng có thể lựa chọn cái dòng Winner X này. Thì khóa đó là khóa chìa nha mọi người. Còn như Winner V3 thì nó đã đi khóa thông minh rồi, khóa xịt mất cây rồi. Đó. Với cái dòng này thì hiện tại giá nó ưu đãi luôn mà. ABS như thế này giá hiện tại chỉ có với 36 triệu thôi mọi người. Và những cái hai cái dòng xe này thì bên Liên hỗ trợ cho mọi người là không cần trả trước luôn nha. Đó. Đối với dòng Winner X này nè. Hai màu rất là đẹp. Rồi, qua bên đây thì có thêm một dòng xe nhập khẩu cho mọi người luôn. Dòng GTR, bên Liên nhập khẩu nguyên một chiếc Indo luôn nha mọi người. Và hai em này thì được bên Liên độ màu lại rồi nè. Một em là màu cam đen và một em là màu xanh lục bảo. Hầu như là đi đâu bên Liên cũng độ màu xanh lục bảo này cho mọi người nhiều nè. Tại vì mọi người cũng rất là chuộng cái màu này. GTR thì hiện tại nay thì bên Liên đang với giá là 53 triệu nha mọi người. Và trả trước giúp Liên từ 5 đến 7 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người rước những xem xe này về rồi. Và đặc biệt hơn á, trong tháng này nè, cuối tháng rồi, thì ai mà liên hệ trước với Liên á, Liên sẽ giảm thêm 1 triệu vào tiền xe nè. Khách hàng ở đâu lên cũng vậy, Liên sẽ hỗ trợ từ 300 tới 1 triệu tiền xăng tùy theo khu vực của mọi người lên nha. Đó, lúc nào bên Liên cũng hỗ trợ tiền xăng cho mọi người luôn. Rồi, qua bên đây cũng là một dòng xe nhập khẩu nguyên xe của Indo luôn nha mọi người. Đó là dòng Vario 160. Thì hiện tại nay là Vario 160 cũng đang được giảm giá rất là mạnh luôn mọi người. Đó, bên Liên ở ngoài đây thì từ phanh thường tới phanh ABS đều có nha. Mẫu xám cam nè, cái mẫu này độ lên em nào là hết em đó luôn mọi người. Hầu như tuần nào bên Liên cũng độ cái màu này hết. Giá của phanh thường hiện tại nay là 52 triệu nha mọi người. Chỉ cần trả trước từ 5 triệu trở lên là rước xe về rồi. Rồi, mẫu vàng cát cho mọi người nè, đi tem nổi luôn nha. Tất cả dòng Vario 160 bên Liên độ thì sẽ có tem cho mọi người luôn. Không có xe nào là không có tem cho mọi người luôn nha. Đó, bên này đi Liên đi tem nổi luôn. Màu nâu đen, đổi màu cà vẹt theo hợp lệ cho mọi người luôn.
và bên Liên là bao làm biển số toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người sẽ làm biển số theo sổ khẩu nha. À, vẫn có nhiều khách là hỏi Liên là không biết là mua xe Bình Dương có bắt buộc phải làm biển Bình Dương không nha mọi người. Đó là mọi người là biển số là mọi người làm theo sổ khẩu của mọi người luôn. Và bên đây là ba em màu đỏ luôn nha mọi người. Đây, một em màu đỏ này, màu đỏ nhám được bên Liên đi thêm tem nha mọi người. Đó, cho những bạn mà thích sự nổi bật nè, sự bắt mắt và sự lạ hơn mọi người. Đó, đối với những cái phanh mà ABS như thế này thì hiện tại nay giá là 62 triệu cho mùa, trả trước 10 triệu là được. Rồi, giá này bao VAT hết đúng không? Dạ đúng rồi, em báo giá là bao VAT hết. Chỉ cần cộng thêm biển số thôi. Ví dụ như mọi người biển số đâu thì bên em sẽ cộng tiền biển số vào cho mọi người luôn. Đó. Và bên Liên hiện tại góp thì lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Liên thấy nhiều khách lên cũng nói là bên Liên lãi suất thấp á, thì bên Liên có những gói dành cho khách hàng rất là thấp luôn. Tại vì bên Liên là chạy là để nhiều khách nên lúc nào cũng làm những cái gói lãi suất mà ưu đãi cho khách. Rồi, qua bên đây là cho những bạn mà không thích màu nhám nè, thì bên Liên có độ màu đỏ candy cho mọi người nha, nguyên chiếc đi tem nổi luôn. Đó. Đó, màu đỏ đỏ bóng, đỏ candy với mọi người. Còn cái chiếc này là màu zin nè. Màu zin của nhà máy và luôn là màu đỏ nhám. Nguyên chiếc như thế này. Dòng phanh C luôn là 52 triệu. 52 triệu mọi người. Đã trước 5 triệu giúp Liên là được rồi. Rồi. Sẵn tiện thì mình qua bên S155 đi. Dạ. 155 bên mình này. Sẽ báo ngược lại cho anh chị và bạn một số mẫu nữa tham khảo ha. Rồi qua bên đây là có một số mẫu S155 nè mọi người. S155 thì bên Liên đầy đủ ha, tất cả phiên bản luôn, từ phiên bản tiêu chuẩn nè, cao cấp và giới hạn cho mọi người luôn nha. Rồi, đây là một em màu vàng RC nè mọi người, với phiên bản này hiện tại là giá là 47.500. Còn đây là một phiên bản bên Liên độ từ độ màu lên nè, màu xanh lục bảo, đi thêm tem màu trắng đen và được cặp bánh mâm của cái màu xanh GB luôn á mọi người. Với những cái màu độ này thì nó chỉ cao hơn từ 1 đến 2 triệu thôi. Rồi qua bên đây là có màu giới hạn nữa nè mọi người. Mẫu giới hạn này thì hiện tại nay là bên Liên là 49.500, giảm cho mọi người 1 triệu là còn 48.500 nha. Rồi. Mẫu RC nè, RC thì 47.500. Mẫu này cũng vậy. Còn phiên bản chìa khóa thì hiện tại là giá là 45.500 nha mọi người. À, với tất cả cái dòng ẹt này thì trả trước giúp Liên là 5 triệu là được rồi mọi người. Qua đây là có một mẫu giới hạn nữa nè. Hiện tại thì cái màu xám, bánh mâm màu đỏ mọi người. Bên Liên mới về một công là hình như là hơn 30 chiếc. Tại vì cái màu đó là sắp bỏ mẫu rồi. Thì với cũng với giá là 49.500 luôn nha. Nếu mà mọi người thích thì thích cái màu. Màu xám xám bánh mâm màu đỏ của mẫu giới hạn anh. À, phiên bản kỷ niệm 60 năm hả? Đúng rồi. Đó, cái phiên bản giống trong đó anh. Bên em trên trong đó đó. Đó là bên về em màu xám xi măng đó mọi người, phiên bản đó kiểu giới hạn á, bản đó là bản best seller của S155 ha. Nó sắp bỏ mẫu rồi, tại vì hiện tại nó ẹt nó ra 4 màu mới luôn rồi. Thì mọi người nếu mà có thích tham ảo màu ẹt đó thì cứ kêu Liên gửi qua Zalo cho mọi người nha. Rồi qua bên đây là có dòng Sachi đó nè mọi người. Mà ta báo nhanh thôi. Dạ, Sachi thì em báo nhanh thôi. Sachi Sonic Rider. Hiện tại thì Sachi giá nhiêu? Dạ, Sachi thì nếu mà Sachi nhập á, thì là hiện tại là giá là 55 triệu. Còn Sachi Việt thì 51 triệu nha mọi người. Còn Rider? Trả trước 8 triệu là được rồi. Rider hiện tại vẫn là 49 nè. 49 trả trước 5. Sonic không? Sonic hiện tại Liên nghe là phong phanh là bỏ mẫu mọi người. Nên giá đang được đội rất là cao luôn. Giá hiện tại dao động từ 59 triệu cho 60 triệu cho một xe này nha mọi người. Trả trước giúp Liên là 10 triệu là được rồi. Nhiều màu lắm mọi người. Đó thì Liên chỉ báo sơ thôi. Còn mọi người ai mà cần tư vấn kỹ dòng xe nào á thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Liên nè. Liên sẽ tư vấn thêm cho mọi người về dòng xe đó nha. Rồi ok. Thì đó là giá xe báo nhanh anh chị và các bạn ha. Dạ. Giá ở cuối tháng 9 á. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào á thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo của em Liên để mà Liên hỗ trợ tư vấn một cách nhanh nhất có thể á. Cảm ơn mọi người đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại.